Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Thì lời đầu tiên cho phép chủ kênh xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến tất cả cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước. Kính thưa cả nhà, thì hôm nay thì tiếp tục cái câu chuyện drama hay cô bác anh chị. Thì cái câu chuyện giữa cô Nguyễn Phương Hằng với thằng Y Lăng Băm, lúc đầu là coi như là cô Nguyễn Phương Hằng chỉ tố cáo tố giác cái ông thằng Y Lăng Băm coi như là trị bệnh, lừa người nghèo người bệnh thôi, hay không anh chị? Cái việc mà coi như là có phải thằng Y hay không này cô bác anh chị, những người có trí tệ, những người có suy nghĩ, có trí não, người ta cũng suy nghĩ được và nhận định được rồi. Làm gì có cái chuyện mà trị bệnh câm điếc mà bằng ba cái động tác coi như là tào lao ý đao, dỗ lỗ tai, móc họng rồi móc cổ của bác anh chị. Nói gì nói thì cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã coi như là có những cái hành động và có làm được những cái việc mà có ích cho cộng đồng xã hội, là vạch mặt thằng Y Lăng Băm và đưa cái vấn đề từ thiện về cái đúng nghĩa là hai cái từ từ thiện của anh chị ha. Từ thiện là phải công khai minh bạch, chứ không phải là câu từ thiện là coi như là che đậy lấp liếm rồi không rõ ràng để mà lụm cắt xén ăn chặn ăn bớt. Về pháp luật thì cô bác anh chị thấy coi như là bên Bộ Công an cũng đã công bố rồi đó, chắc có lẽ là về luật thì chưa đủ coi như là quy định để mà coi như là xử lý. Tuy nhiên mà về lực nhân quả thì sau này phải trả thôi cô bác anh chị, và đang trả đó, chứ không phải là chứ làm sao mà coi như có vấn đề mà nghị định 93 ra rồi để mà coi như bịt cái lỗ hổng từ thiện của bác anh chị. Và cô bác anh chị nghĩ coi, một cái tên vô danh tiểu tốt như thằng Phúc gì đó ở Cần Thơ gì đó, sinh năm 93 mà cũng lừa, cũng hốt được, cũng lụm được là 3 tỷ, thì cô bác anh chị nghĩ coi, những ông quan bà chúa đức hỉnh đó, dựa vào cái như là lợi dụng vào cái việc mà đăng thông tin mình lên một cái tờ báo công tư không phân minh, cô bác anh chị nghĩ coi là lụm bao nhiêu hả? Rất là nhiều, ai cũng có suy nghĩ được ra được vấn đề đó chứ. Nên trong cái cuộc chiến này thì thật sự về lý về tình thì bên kia đều coi như là thua toàn tập của bác anh chị ha, không có lý lẽ, và về tình cũng không có coi như là cái gì mà đưa ra để mà thuyết phục được mọi người á. Nếu mà có thì họ đưa ra đi, giống như thằng Y Lăng Băm bây giờ, nếu mà nói thằng là thằng Y thiệt thì đi ra chữa bệnh đi ha, chữa 10 người đi, là lấy được gia tài của chú Dũng cô Hằng kìa, nửa gia tài đó, mấy chục ngàn tỷ, mấy ngàn tỷ đó, nó không làm không được. Rồi cái vụ mà liên quan đến từ thiện, đáng lẽ ra những con lương, những kênh YouTuber bên kia phải coi như là phiên thân chủ mình, phiên thần tượng của mình ra tung cái bản sao kê ra để mà coi như là dập bà Hằng đó. Lúc đó là coi con lương tha hồ mà tung hô lấy 50 tỷ chia nhau mà xài, hoặc là ít nhất coi như nếu mà làm từ thiện từ tâm, nó là có tâm làm từ thiện bao nhiêu năm rồi đó, thì lấy 50 tỷ đó đi giúp đỡ người nghèo những nơi vùng khó khăn gì đó, đó mới thể hiện là cái tâm mà thật sự là cái quá anh chị bây giờ thể hiện cái tâm ma rồi, tâm quá 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 thất đức rồi. Những con lương bên kia và những cái kênh YouTube dơ bên kia đó, động trời động đất, mới đây là tung một thông tin đó, không ngờ cái thằng bán rau gì đó, lúc trước mình cũng rất là mắc cỡ khi đi chung những cái thành phần như thế này của anh chị, nó tung nó nói lên hả hê cái kiểu mà hả hê, nó là bà Hằng nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy là bị Covid thế này thế kia, là con Dung Mama cũng đưa tin nữa, Dung Mỏm đưa tin nữa, trong khi cái việc mà coi như là bị bệnh Covid mà của bác anh chị nghĩ là bây giờ phải hả hê vậy không, chưa chắc. Cuộc đời này vô thường, mình cười người ta, mình hả hê người ta thì mai mốt ai hả hê mình, ai cười mình, còn chưa chắc mình hả hê hôm nay ngày mai coi như là mình ngụm củ tỏi là lúc đó ai cười mình, ai hả hê mình. Trời ơi, bây giờ liên quan đến đấu lý đấu lẽ thì không có, tối ngày cứ cuồn cuộn thế này cuồn cuộn thế kia, rồi tung những đoạn ghi âm chấn động ghi âm rồi cắt khúc thì thế này thế kia, thì có bao nhiêu đó làm đi làm lại hoài. Người ta cuồn cuộn hay không, có say nắng say gió hay không thì chồng người ta lo, tình cảm vợ chồng người ta tốt như vậy, tính coi như là phá gia can nhà ta hả? Ở hàng xóm xuống ở dưới quê nhà mình á, mà cặp vợ chồng kia mà đang gây gỗ mà vô nó suối ly dị, nó đập vô mỏ cái thằng suối trước nha. Rồi cái gì trong gia đình dòng họ mình đó, có một cặp em út hay là coi như là cháu gì đó, nó coi như nó gây lộn á, vô và suối nó ly dị,
nó hai đứa bay chơi và ly dị đi, con cái chia nhau đi, à, lúc đó nó đập cho phù mỏ coi vậy sống có đúng không con anh chị, đúng là lương thường đạo lý không? Vậy mình cứ tối ngày nói cuồng cuồng này cuồng kia, ở bản thân mình trong cái độ tuổi này hỏi về hỏi vợ coi, nếu mà vợ mà còn không còn cuồng cuồng nữa thì mệt đó nghe, à, chứng tỏ là nó ngán rồi đó, chứng tỏ là coi như là cái thứ mà nó nhìn nó ớn rồi, nó không còn cuồng cuồng, không còn cảm giác nữa, nó có anh chị đâu đó rõ ràng rồi. Mới đây là tung tin nó bị bệnh thế này cái kia, Covid thì nhập viện, cái đó là vô thường, cuộc sống vô thường, nếu có đi nữa thì không nên hả hê, không nên nói một cách hả hê và cười cợt giống như người dung ma ma, giống giống mấy anh bán rau vậy đó. Cuộc đời này nó vô thường lắm, đừng có cười cười người ta, cười người hôm trước thì hôm sau người cười đó. Nên em cảm thấy à, mới đây thì đây cái anh này anh Phong Khoan gì nè, Phan Phong gì nè, anh này thì mình cũng biết ha, rất là mắc cỡ, bó tay lên coi như cuộc sống, coi như là lên là trên mạng đấu lý đấu tranh mà để cho những các bác như bác Quỳnh Đặng nè, bác Đặng Quỳnh nè, là cựu chiến binh chống Mỹ nè, cấp tá đó, là từng là coi như là giám đốc nhà xuất bản nè, để người ta nói vậy mà anh nói chuyện sao mà để coi như là để cho bác phải lên tiếng như vậy. Một cái bác cựu chiến binh gần 50 tuổi đảng, là người đã từng hy sinh xương máu để mà coi như là đem lại nền độc lập tự do để cho chúng ta sống một ngày hôm nay, mà coi như là để cô bác chị nghe cái anh này anh nói nè: sau màn giẫm đạp sàn nhảy phải chăng đích đến tiếp của chị Đại là cầu Long Biên, một nơi tuyệt vời cho chị giải cái nóng do vận động. Bên cạnh đó chị có thể kéo phanh chính nghĩa địa của mình đến đây tháo não ra mà rửa cho sạch. Chú thích: một cây cầu chứng nhân của nhiều giai đoạn lịch sử cũng như là nơi trôi dạt của những người xấu số, nên âm khí khá nặng và phù hợp cho chị Đại cũng như fan thân thương của chị. Đó, quá mất đạo đức không các anh chị, bây giờ mới lòi ra cái bản chất rất là dơ bẩn, chù người ta luôn các anh chị, chù người ta luôn. Ủa đấu lý đấu lẽ không có, bây giờ chù đến nước mức độ mà chù người ta hả, để người ta không cà khịa hoặc là không vạch trần cái bản chất thối tha của mình hả? Ủa đấu lý đấu pháp lực thì không dám hả, giờ đến nước phải chù vậy hay sao? Nói nhân nói nghĩa hay lắm mà, nói nhân nói nghĩa hay lắm mà, nói hay lắm mà. Còn ba cái vụ mà view like á, mấy là gì live stream mấy ngàn rồi, ba cái đó xưa rồi, nghe ba đó xưa rồi, con nít chơi bay rồi con nít chạy mắt chạy view gì đó, rồi đất cơi xưa là diễm ha, tôi đi cái đợt drama cũng hai cái đợt drama rồi, nên coi như là nó nghĩ là ba cái trò đó của ba anh chị không có qua mặt được em với một số anh em đâu, ba anh chị cứ yên tâm đi, nó giả bộ làm vậy để có nói là nhiều người ủng hộ, không có người thật việc thật đi, dám đi ra đường đi. Đó, tối ngày cái như là chui rúc ở trong nhà không vậy, không dám đi ra đường quay live stream đâu, những sự kiện nóng rồi nói về bà Hằng thì qua đến quay bà Hằng. Trời đất ơi, bởi em thấy cái tin này mà em thấy thật sự thua, không phải là em sợ gì, có bác chị nhiều có bác chị hỏi em sợ gì, sợ gì thành phần này, sợ gì hẹn á, thành phần này hẹn em ra em cũng ra luôn chứ, bình thường có bác chị không có sợ nào hết á, em làm đúng đâu, em làm sai đâu mà em sợ, cần gì mà sợ cái thành phần này của anh chị, chả chả có gì đâu, nó khè nó, gì là lý lịch tư pháp nó khè thôi chứ em rành rõ quá nó quá rồi, em đâu có ngán đâu, ngán ông nào đâu, nên cô bác tại em muốn nói thôi, chứ em cũng có nói rồi đó. Nhưng mà thành phần này bẩn bựa này nói hoài nó cũng vậy hả cô bác anh chị ơi, đàn khải Tây Châu mà nước đổ đầu vịt mà, có cô bác anh chị nghĩ coi, nói rồi nó cũng vậy à, đến đến nỗi cái vài lời gì mà nó còn nói ra được mà, nó còn chù yểm chù ẻo người ta liên quan tính mạng mà, nó còn chù yểm chù ẻo mà. Ủa ở đời lên đây nè, lên là phản biện với nhau, nói lý lẽ với nhau, cần gì phải coi như là chù đến mức độ vậy, vậy còn thua mà cái như là thời xưa nữa, thời binh đao nữa, thời đao kiếm nữa đó, người ta đâu có chù đâu, mặc dù ra ra ngoài chiến trận là coi như là hy sinh là cái chuyện là nó có thể là coi như là trong chớp mắt thôi đó.
nhưng mà ta đâu có, người ta vẫn quân tử, người ta đâu có chù gì, ẻo gì đâu. À, cái nào ra cái đó, giống như Lưu Bị Tào Tháo bắt gia đình vợ con của Lưu Bị đó, người ta vẫn trượng nghĩa mà, người ta đâu có người nào ra người đó, chiến trường ra chiến trường, chiến trận ra chiến trận. Không có chuyện mà cái như là chù ẻo rồi liên quan đến gia đình của người ta thế này thế kia. Và không phải có mình em bức xúc đâu, hôm nay bác Quỳnh Đặng Đặng Quỳnh nè, bác Đặng Quỳnh là một cựu chiến binh chống Mỹ, cũng đã lên tiếng đề nghị các quan chức năng phải vào cuộc xử lý những thành phần coi như là bẩn bựa như thế này. Mời các anh chị nghe nghe, là cựu chiến binh và đảng viên gần 50 tuổi đảng, tôi tha thiết đề nghị A03, BA03 cùng các cục của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các lãnh đạo của đảng, nhà nước hãy quan tâm có biện pháp xử lý tình trạng này. Nếu cứ để không gian mạng ở nước ta ai muốn nói gì thì nói, chù ẻo từ công dân cho đến chủ tịch nước, tổng bí thư, các bậc tiền nhân thì quá lắm rồi. Rất mong lời kiến nghị của tôi được mọi tầng lớp nhân dân, các cựu chiến binh, cựu cán bộ, công chức và viên chức, các tổ chức và đoàn thể quan tâm để cùng nhau dọn sạch rác rưởi, trả lại môi trường không gian mạng xã hội cho các con các cháu học tập vui chơi. Đây của ba chị ha, em nói là có ra đó, thua lại luôn rồi. Em xin phép dừng video ở đây, của ba anh chị có ý kiến gì thì em thì hết hết lời rồi, bó tay. Có ý kiến gì comment bình luận phía dưới video nha, của anh chị nhớ comment bình luận để tăng tương tác nha, và nhớ cho là một like nha. Và ai chưa đăng ký kênh ủng hộ em. Chúc cô bác chị mà mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an nha. Hiện nay thì em cũng có phân phối khẩu trang, xịt khuẩn, kem đánh răng Thái, dầu gội Thái, khô gà giá rất mềm, rất là ngon các bác anh chị. Chỉ có 155k một ký thôi, lần này em thử nghiệm mà em lấy chỉ có mấy chục ký thôi, có 40 ký thôi các bác anh chị. Nhanh tay thì còn mà chậm tay cũng còn luôn. Rồi me Lào, rồi táo Hàn Quốc, nói chung là rất là nhiều. Em sẽ để cái đường link cho vô cái shop của em, của anh chị nhấn vào dưới cái video này, em ghim nó ngang vào trong phần mô tả. Của anh chị nhấn vào đường link đó thì của anh chị sẽ vô được xem được các mặt hàng và giá cụ thể nhiêu. Của anh chị đặt hàng rồi xong rồi cho thông tin địa chỉ và làm các bước tiếp theo luôn, cụ thể là chuyển khoản. Của anh chị nào mà ở coi như là ở xa thì chuyển khoản, mà chưa mua lần nào á chuyển khoản giúp em hen, để lương nó chơi xấu em à, chơi bẩn bựa em à. Tụi này coi như là cái việc mà chùa ẻo chùa ến vậy nè nó còn làm được, nói chi mà cái chuyện bẩn bựa nó không làm của anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video lần sau, bye bye.